cannot allow you to enter unless you are covered. It's got a lot of poverty that you can. Phỏng vấn khách nước ngoài, bạn thấy sao về Việt Nam? Loạt câu trả lời khiến người Việt cảm động. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau thời kỳ căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, Việt Nam là một trong những điểm đến được du khách quốc tế đặc biệt ưa chuộng. Và một tín hiệu đáng mừng là hầu hết những du khách khi đến Việt Nam đều dành cho chúng ta rất nhiều lời khen ngợi. Để ghi lại chân thật những cảm nhận của du khách, một anh chàng vlogger của kênh Try Travel đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với những người khách nước ngoài đã ở tại Việt Nam một thời gian và hỏi những vị khách này rằng họ thực sự nghĩ gì về Việt Nam. Những chia sẻ hết sức chân thành của bạn bè quốc tế đã khiến người Việt Nam cực kỳ cảm động. Vậy rốt cuộc, những người bạn ngoại quốc này đã nói những gì về Việt Nam của chúng ta? Mời các bạn cùng tụi mình tìm hiểu qua video sau đây nha! Nhân vật đầu tiên của buổi phỏng vấn ngẫu nhiên này là Adriana. Cô nàng chia sẻ, sở dĩ tôi chọn Việt Nam vì đây là một điểm đến rất an toàn với du khách đi du lịch một mình, đặc biệt là với phái nữ. Bản thân Adriana cũng đang đi du lịch một mình và cô thực sự tận hưởng khoảng thời gian tại Việt Nam. Mỗi ngày đều trôi qua rất bình yên và dễ chịu, không khí trong lành, con người thân thiện, hòa nhã và cô kết bạn được với rất nhiều người Việt. Cô ấy đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt, những người Việt Nam mà cô ấy gặp trên đường đều rất thân thiện, hòa đồng và giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Adriana nói rằng nếu dùng một tính từ để hình dung về cảm giác của cô ấy khi ở Việt Nam, đó là ấm áp. Cũng giống như Adriana, Liana muốn chọn một đất nước an toàn để đi du lịch và cô đã chọn Việt Nam để trải nghiệm cảm giác gần gũi với văn hóa Việt Nam nhất có thể. Liana đã thử ngồi sau xe máy để đi một vòng thành phố, ngắm nhìn thiên nhiên và tận hưởng sự náo nhiệt của riêng Việt Nam. Đến Việt Nam thì nhất định phải trải nghiệm các đặc sản càng nhiều càng tốt và đương nhiên Liana cũng làm như thế. Liana không giấu nổi sự hào hứng khi khoe về những món ăn Việt Nam mà mình đặc biệt yêu thích. Nhưng ấn tượng nhất với Liana chính là thái độ của người dân. Từ người ở khách sạn cho đến những người bạn mà Liana vô tình gặp trên đường phố, trên quán ăn, tất cả mọi người đều rất cởi mở, chân thành. Họ sẵn sàng dành thời gian để trò chuyện và chỉ cho cô những quán ăn ngon, những địa điểm nên đi khi đến Hà Nội. Sự thân thiện, hiền lành của người dân là điều chắc chắn khiến Liana lưu luyến nhất khi phải trở về nước. Còn câu chuyện về đôi vợ chồng Mark và Penny cũng thú vị không kém. Dù mới đến Việt Nam được một hôm mà họ đã làm quen và hẹn ăn tối với một người dân bản địa. Ấn tượng về đôi vợ chồng dành cho người Việt Nam là đáng yêu, thân thiện, mọi người cùng làm quen, trò chuyện với nhau rất nhẹ nhàng, thân thiện, chứ không hề gặp phải rào cản gì cả. Khi được hỏi so sánh giữa Việt Nam và New Zealand, họ cho biết, ở Việt Nam dù cơ sở vật chất có thể chưa bằng New Zealand, nhưng người dân thân thiện hơn, giá cả rẻ hơn, họ có thể thưởng thức một bữa tối hoành tráng chỉ với 10 đô la. Trong khi ở New Zealand thì điều này bất khả thi. Vợ chồng Mark cũng đặc biệt dành lời khen ngợi cho ẩm thực Việt Nam và tuyên bố rằng ẩm thực chính là bệ phóng và sự hiện diện để Việt Nam khẳng định dấu ấn của mình trước quốc tế. Trước những chia sẻ của du khách quốc tế kể trên đã khiến cư dân mạng rất ấn tượng với người Việt Nam. Nhiều người cũng khoe luôn những kỷ niệm đáng nhớ của họ đối với người Việt Nam. Trong đó, cũng có những bình luận của người Việt Nam đã tỏ rõ sự xúc động trước những chia sẻ chân thành từ bạn bè quốc tế. Người dân Việt Nam dường như còn thân thiện hơn khi nhận ra tôi là người Mỹ. Có người muốn chia sẻ đồ ăn, thức uống và trò chuyện cùng tôi rất nhiều. Việt Nam có tất cả mọi thứ, những thành phố vui nhộn, những bãi biển, những ngọn núi, những món ăn và cà phê tuyệt vời, những công viên quốc gia và nơi tôi yêu thích nhất là vùng nông thôn. Lần tới khi đến Việt Nam, tôi muốn thư giãn ở vùng nông thôn, ở hai hoặc ba miền đất nước, ăn những món ăn ngon, đi bộ và đạp xe vòng quanh để ngắm nhìn vẻ đẹp. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều có mặt tích cực và tiêu cực, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Rất cảm ơn vì những chia sẻ của các bạn. Chúng tôi đón nhận hết những ý kiến và quan điểm khác nhau. Chúng tôi muốn mình trở nên tốt hơn nữa để chào đón các bạn trở lại. Người Việt Nam niềm tự hào dân tộc rất lớn, nhưng bất ngờ là không vì thế mà họ lại khắt khe với người nước ngoài như các bạn thấy ở một số nước khác. Người Việt Nam ngược lại rất chân thành và đầy yêu thương. Nếu bạn ở Việt Nam thì sẽ biết người Việt Nam đều cư xử và đối đãi với nhau như thế. Nhưng trong mắt người nước ngoài, những hành động mà chúng ta cho là hiển nhiên này lại có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Cảm ơn các bạn đã yêu mến Việt Nam. Đối với Mỹ, Việt Nam càng có cơ sở để ngẩng cao đầu là đằng khác. Hãy tưởng tượng bạn là một quốc gia nhỏ bé và chiến thắng quân đội mạnh nhất thế giới. Việt Nam có rất nhiều điều để tự hào. Tôi phải nói rằng Việt Nam là đất nước đẹp nhất trên trái đất.
mỗi thành phố đều có một sức hấp dẫn mà bạn không thể giải thích được. Rất đẹp về mọi mặt. Ngoài ra, những món ăn tuyệt vời và mọi thứ đều rất rẻ và phải chăng. Phong cảnh đẹp, con người thân thiện, đồ ăn ngon, mọi thứ đều rất rẻ. Yêu đất nước này. Là một người Việt sống ở Mỹ, tôi luôn mong mỏi được trở về nước để nghỉ dưỡng. Tôi biết một số nhược điểm khi trở về quê hương. Ô nhiễm, giao thông đông đúc ở Sài Gòn trong thời gian tắc nghẽn. Trộm cắp trên đường đột nhiên lấy điện thoại hoặc đồ trang sức của bạn. Mưa khó lường và nắng nóng cũng khó chịu ở miền Nam. Bất chấp những khuyết điểm đó, tôi vẫn là đất nước của mình đối với người dân. Hầu hết họ đều rất thân thiện, chân thành và đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị. Những gì mà các bạn chia sẻ khiến tôi nhớ Việt Nam rất nhiều. Con người Việt Nam luôn chân thành như thế đấy. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Việt Nam hấp dẫn khách du lịch nước ngoài nhờ ẩm thực và con người. Cuộc sống về đêm ở một số thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội rất năng động. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán vì vẫn có thể nhìn thấy những người dân bán đồ ăn trên đường phố vào ban đêm hay những nhân viên vệ sinh cẩn mẫn làm công việc của mình. Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn vì họ có thể dễ dàng kiếm tiền khi sống ở Việt Nam thông qua một số công việc. Chẳng hạn, nhiều người nước ngoài phương Tây có thể đăng ký làm giáo viên tiếng Anh ở một số trường dạy tiếng Anh và được trả lương cao gấp 2-3 lần so với người Việt Nam. Những người hầu hết có bằng cử nhân giảng dạy tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác. Đồng ý với bạn, những người nước ngoài này không chỉ sử dụng tiếng Anh mà còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở Việt Nam vì Việt Nam đang vươn ra thế giới nhiều hơn. Việt Nam có nhiều người trẻ thích nói chuyện với người nước ngoài và tìm kiếm những cơ hội khác trên đường. Người nước ngoài có thể được hưởng lợi rất nhiều từ thế hệ trẻ Việt Nam vì họ có thể nói tiếng Anh với những người trẻ Việt Nam đó. Các bạn trẻ Việt Nam còn giúp đỡ người nước ngoài bằng cách trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí, hướng dẫn họ cách hòa nhập với người dân địa phương và cuộc sống ở Việt Nam. Việt Nam luôn tạo điều kiện cho bất cứ ai đến đây sinh sống. Đó là lý do mà với tôi, Việt Nam thực sự rất tuyệt. Nhìn chung, sống ở một đất nước có nhiều thanh niên sẵn sàng nói tiếng Anh và có ích về mặt nào đó. Đồ ăn ngon và giá rẻ, hầu hết mọi thứ dường như thu hút nhiều người đến Việt Nam hơn. Đối với người Việt Nam, một vài người sẽ có xu hướng muốn đi ra nước ngoài để kiếm tiền và có điều kiện sống cao hơn. Nhưng khi tài chính ổn định, nhiều người tôi biết sẽ quay lại Việt Nam và nghỉ hưu ở đó. Việt Nam thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng. Đồ ăn ngon, con người, cảnh quan, mọi thứ đều chiếm trọn trái tim tôi. Chính những người được phỏng vấn nói rằng Việt Nam rất an toàn, nên chúng ta hoàn toàn có thể tin vào điều này. Người Việt Nam thực sự rất chân thành và cởi mở, dù họ không nói được tiếng Anh, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng tìm cách giao tiếp với bạn. Việt Nam đang phát triển, cuộc sống tiện nghi, chỉ số hạnh phúc cao, người dân thân thiện gần gũi, đặc biệt luôn giúp đỡ người nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam còn là đất nước rất an toàn, cùng với ẩm thực rất phong phú và đa dạng. Phong cảnh nhiều nơi rất đẹp, các bạn nên đến để cảm nhận nhé! Chỉ có một điều rất đáng lo ngại ở Việt Nam, đó là giao thông thực sự đáng sợ. Nhưng những thứ khác lại rất đẹp, như đồ ăn, phong cảnh và những con người tuyệt vời, thân thiện. Sự chân thành là điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi đối diện và trò chuyện với người Việt Nam. Tôi đã làm quen được với rất nhiều người bạn Việt Nam và tôi cảm thấy mình rất may mắn khi cách đây 5 năm đã lựa chọn đến Việt Nam du lịch. Giữa lúc vân vân Việt Nam hay Thái Lan. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về những chia sẻ và lời khen mà các du khách nước ngoài này dành cho đất nước và con người Việt Nam? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cho tụi mình về suy nghĩ của các bạn nhé! Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.